mà người ta trung y tâm tộc cái gì cũng thật lực quá rồi mà cái ông nhà ông làm gì hết trơn cái này là nó mới tính ra bây giờ là phải trung y tâm tộc chém cả ba họ chém cả ba đời ông cái đó là có đi nhưng mà nó còn có mấy ông quan ông không có tham dụng không có trung y tâm tộc bây giờ ông có hai là mới không ông có tham dụng có lẽ mà đứng làm Minh Thông nhưng mà rồi, mình thấy chỉ... làm rồi có làm được không? Chẻo hả? Minh Thông. Bất đại rồi. Minh Thông. Bác sĩ bó tay rồi. Bệnh bác sĩ bó tay. Chỗ đó nó nằm Nguyễn Đình Chẻo hả chú? Hả bác? Hả? Chỗ đó nó nằm Nguyễn Đình Chẻo hả? Nguyễn Đình Chẻo đi một dí, đi thẳng dí tới cái vùng bên của Tập Dung. Đây là chợ đây. Nè 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 nè. Yeah.
đang